Bóng ma nữ đi nhờ taxi. Một đoạn clip được camera giám sát ghi lại khiến cho nhiều người xem rợn tóc gáy. Đoạn clip được camera giám sát ghi lại này là tại một thị trấn ở Nhật Bản. Trên video cho thấy có một người đàn ông đứng đang đợi taxi tại sảnh chờ. Khi mà người đàn ông này bước lên xe taxi thì bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng của một người phụ nữ tóc dài đang thấp thoáng mà đi theo sau người đàn ông này, và cái bóng đó đã biến mất khi mà cái người đàn ông này ngồi lên xe. Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng internet, đã có rất nhiều ý kiến lại cho rằng đây chỉ là một sản phẩm đã được chỉnh sửa bởi phần mềm của máy tính mà thôi. Trên thực tế, việc gặp ma không phải là điều hiếm gặp của các tài xế taxi tại Nhật Bản, đặc biệt là sau thảm họa kép động đất và sóng thần diễn ra vào năm 2011. Có nhiều tài xế taxi tại Nhật Bản đã báo cáo họ đã gặp phải những hành khách ma trong khi lái xe vào ban đêm. Bóng ma xuất hiện giữa trận bóng đá. Nhiều người cho rằng thực chất đây chỉ là lỗi kỹ thuật của máy quay. Trong khi đó, nhiều người lại nghĩ đây là hình ảnh ảo bị phản chiếu bởi một vật thể nào đó khi mà vật thể này xuất hiện trước ống kính. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng đây là một bóng ma của một người hâm mộ bóng đá nào đó, với kiểu dáng giống như là một người đàn ông đang chạy và sau đó biến mất trong không khí. Bóng ma ngồi trên đường. My mistakes are so. My mistakes are so. I can't see lights. Oh no, there's just street lights. Okay, that's a bit scary. Yeah. That's a bit scary. That is very scary. That's Alright, my traction control just came on. Yeah, that's no good. Một đoạn video với một camera hành trình trên một chiếc xe ghi lại một hình ảnh được cho là một bóng ma đang ngồi trên đường khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy hoang mang. Dù vậy, nhiều người vẫn hoài nghi về tính thực tế của đoạn clip. Nhiều người lại cho rằng đấy chỉ là một trò đùa của ai đó hoặc là một màn dàn dựng để thực hiện một vụ cướp xe. Còn về phần các bạn có suy nghĩ gì không? Hãy cho mình biết dưới phần bình luận nha. Hai bóng ma xuất hiện cùng một lúc. Một cặp vợ chồng Mỹ ở New York đã rất hoảng sợ khi mà họ đã kiểm tra một đoạn phim từ camera an ninh trong phòng khách. Họ đã nhìn thấy hai cái bóng trắng kỳ quái đang chơi đùa với nhau. Trước đó, camera an ninh chỉ ghi lại một hình ảnh của một chú mèo đang nằm. Tuy nhiên, ngay sau đó, có một bóng trắng kỳ quái xuất hiện đi từ ngoài vào rất nhanh. Cũng ngay sau đó, một ánh sáng mờ ảo khác giống như là một chú chó xuất hiện. Hai cái bóng trắng này di chuyển liên tục trong nhà, đi lên cầu thang và sau đó biến mất. Có một số người lại nói rằng hai cái bóng trắng này giống như là một cậu bé với một con chó đang chơi đùa với nhau. Bên cạnh đó cũng có một số người không tin thì lại bảo rằng rất có thể đó là một con nhện hoặc là một con bọ nhỏ nào đó đi qua ống kính máy ảnh của camera an ninh mà thôi. Còn về phần các bạn có suy nghĩ gì không? Hãy cho mình biết dưới phần bình luận nha. Bóng ma xuất hiện trong không trung. Se levantó Paco. Yes. Estaba en el piso, te lo juro por Dios, Paco.
¿Sabes cómo lo ves? Ese reflejo. Estaba, no, estaba en el piso, Paco. Este es el foco, estaba en el piso, se levantó un reflejo así. Người dân sống tại Floresta, Argentina, hiện đang vẫn xôn xao về một đoạn video với một người phụ nữ quay được sau cơn mưa đá, có những hình ảnh về một chùm sáng kỳ lạ, được cho là một bóng ma. Người phụ nữ trung niên này, có tên là Johanna, đang sống tại Floresta, cho biết đoạn video có hình ảnh được cho là một bóng ma này được cô quay lại bằng điện thoại. Nhưng mà trong lúc quay, cô không hề biết cô đã quay được một thứ quái gở này. Chỉ sau khi cô kiểm tra cảnh quay, sau đó đã vô cùng sợ hãi khi thấy một hình ảnh rõ ràng là một nhân vật kỳ lạ trong video với một hình dáng không xác định. Nó giống như là một chùm sáng đột nhiên xuất hiện lơ lửng trên bầu trời đêm. Johanna đã rất hoảng hốt và tin rằng đó thật sự là một bóng ma.